Hiện tại, FastK đang có rất nhiều chương trình ưu đãi như sau: nâng cấp RAM, SSD, hay tận hưởng sự nhanh chóng và mượt mà với dịch vụ nâng cấp RAM, SSD của chúng tôi. Từ ngày 1 tháng 4 tới ngày 30 tháng 4, chúng tôi trợ giá 70k cho việc nâng cấp RAM, SSD, đặc biệt từ ngày 15 tháng 4 tới ngày 21 tháng 4, hay tham gia tuần lễ ưu đãi với mức giá giảm sâu nhất từ trước đến nay. Bảo vệ điện thoại của các bạn với chương trình giảm giá lên tới 20% khi dán cường lực và giảm giá lên tới 30% khi mua phụ kiện tại cửa hàng của FastK từ ngày 1 cho đến ngày 30 tháng 4. Và đừng bỏ lỡ giảm phụ kiện thêm 20% từ ngày 15 cho đến ngày 30 tháng 4. Và đặc biệt hơn cả, chỉ trong một ngày duy nhất ngày 4 tháng 4, hãy đến ngay với FastK để dán cường lực miễn phí cho điện thoại của các bạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Vào ngày 4 tháng 4, nếu các bạn có bạn bè hay người thân thì cũng đừng ngại, FastK sẽ dán miễn phí toàn bộ cho các bạn. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của FastK. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dịch vụ thay kính cho chiếc Oppo A31 2020 tại FastK nhé. Khi mà nói tới chiếc Oppo A31 2020 thì đây là một chiếc điện thoại tầm trung được nhiều người yêu thích trong quá trình mà nó ra mắt. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì không thể nào tránh khỏi được những cái rủi ro khi mà các bạn lỡ làm rớt cái phần màn hình này, phải không nào? Để có thể tiến hành tách kính ra khỏi màn hình thì bên mình sẽ tiến hành tháo hết toàn bộ các linh kiện bên trong chiếc máy này, đồng thời thì sẽ tách bỏ cả phần main để đảm bảo là toàn bộ các linh kiện khác không bị ảnh hưởng ngoài phần kính của màn hình này. Bây giờ thì bạn chuyên viên sẽ tiến hành tách màn hình này ra khỏi khung máy và đặt máy lên bàn nhiệt để tiến hành tách kính nhé. Hiện tại thì các bạn có thể tham khảo dịch vụ tại FastK khi mà bên mình sẽ sử dụng loại linh kiện tốt nhất ở trên thị trường, đồng thời thì sẽ bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng cho các bạn. Ngoài ra thì FastK cũng sẽ bảo hành rơi vỡ kính trong vòng 30 ngày và sửa chữa trước mặt khách hàng, hoàn tiền 100% nếu không hài lòng. Ngoài ra thì bên mình cũng đang có ưu đãi rất đặc biệt khi mà yên tâm ép kính vô tư thay màn iPhone giảm lên tới 40%. Bên mình hiện tại cũng đang có sửa laptop, thay RAM và SSD giảm lên tới 30%. Thay pin iPhone siêu nhanh chỉ 15 phút, bảo hành lâu lên tới 15 tháng và yên tâm mua phụ kiện chính hãng bảo hành 12 tháng, giảm giá lên tới 30%. Toàn bộ các thông tin chi tiết về khuyến mại các bạn có thể liên hệ ngay qua quầy tư vấn nhé. Cùng quay trở lại với chiếc Oppo A31 của chúng ta nào, thì hiện tại bạn chuyên viên cũng đã tiến hành tách kính xong cho chiếc máy này, vệ sinh hết toàn bộ các phần màn hình thì chúng ta sẽ thay cho em nó một tấm kính mới, đồng thời thì sẽ cho vào máy ép chân không. Toàn bộ quy trình này sẽ diễn ra trong vòng khoảng từ 30 cho đến 60 phút. Nếu được, các bạn hãy lên ngay trang web của fastk.vn để được đặt lịch giảm ngay 10%, đồng thời cũng sẽ tiết kiệm được thời gian chờ đợi cho các bạn. Sau khi chúng ta đã ép kính xong cho chiếc máy này thì các bạn chuyên viên sẽ lắp lại hết toàn bộ các linh kiện bên trong chiếc máy, đồng thời thì sẽ gắn toàn bộ các con ốc cố định phần khung máy này. Những bước cuối cùng thì các bạn kỹ thuật viên sẽ gắn lại tem bảo hành, đồng thời thì gắn lại mặt lưng cho chiếc máy này. Tới đây thì quy trình thay mặt kính cho chiếc Oppo A31 cũng đã gần hoàn thành rồi. Nếu các bạn thấy clip này hay và hữu ích thì đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube để ủng hộ kênh của FastK. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Những bước cuối cùng thì các bạn chuyên viên sẽ mở máy lên kiểm tra toàn bộ các tính năng trước khi mà bàn giao lại cho khách hàng.